Hallo ihr Lieben, hier ist Tom. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Viele haben mich gefragt, ob ich in Deutschland geboren oder aufgewachsen bin. Ehrlich gesagt, lebe ich erst seit 7 Jahren hier in Deutschland. Es ist ein Vorteil, denn ich bin hier mit Deutschen umgeben und kann dadurch in die Sprache eintauchen. Die Kommunikation mit deutschen Muttersprachlern hilft mir sehr, meine Aussprache zu verbessern. Wenn es mir auffällt, dass sie ein Wort anders als ich aussprechen, merke ich mir das und schlage ich das Wort später im Wörterbuch nach. Es gibt im Deutschen viele Worte, die nicht ausgesprochen werden, wie sie geschrieben sind. Diese sind Fremdwörter oder Lehnwörter, welche ihren Ursprung in einer anderen Sprache haben. Aus eigener Erfahrung habe ich hier 12 Wörter zusammengestellt, deren Aussprache den DAF-Lernenden oft Schwierigkeiten bereitet. Schauen wir mal, ob ihr diese Worte auch kennt und sie richtig aussprecht. Es könnte sein, dass die Aussprache der Wörter in diesem Video je nach Region variiert, aber wir werden uns hier an die Aussprache des Hochdeutschen orientieren. So, seid ihr bereit? Lass es anfangen! Từ đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là từ này. Khi nhìn vào từ này thì các bạn nghĩ là nó sẽ được phát âm như thế nào ạ? Có phải là engagement? Như khi mà các bạn nhìn vào từ đó mà các bạn có thể đánh vần được nó hay không? Khi mà các bạn nghe từ này thì các bạn có thể thấy là nó cái âm điệu của nó hơi giống tiếng Pháp. Các bạn hãy nghe mình phát âm nhé. Engagement. Engagement. Các bạn thấy ở đây âm cuối của chúng ta phát âm là O. Không phải là O hay là A mà nó ở khoảng giữa O. Engagement. Cũng có những nơi họ phát âm là engagement. Engagement. Chúng ta nhấn trọng âm vào âm cuối nhé. Từ này có nghĩa là sự dấn thân hay là sự đóng góp sức mình cho một cái việc gì đó. Đó là một cái nghĩa thông thường các bạn thường hay gặp ở trong uni, ở trường đại học. Mình sẽ có một câu ví dụ cho các bạn. Alle bewundern ihr Engagement für den Umweltschutz. Alle bewundern ihr Engagement für den Umweltschutz. Alle bewundern ihr Engagement für den Umweltschutz. Đó là danh từ và động từ của danh từ này đó là engagieren, engagieren, engagieren. Chúng ta không nói là engagieren là r, r. Cũng có nơi họ phát âm là engagieren, engagieren. Đây là động từ có nghĩa là dấn thân hay là đóng góp sức mình cho một cái việc gì đó. Mình có một câu ví dụ cho các bạn. Seit vielen Jahren engagiert sie sich für Kinder in Entwicklungsländern. Seit vielen Jahren engagiert sie sich für Kinder in Entwicklungsländern. Seit vielen Jahren engagiert sie sich für Kinder in Entwicklungsländern. Từ thứ ba của chúng ta là một từ mà khi nhìn vào các bạn cảm thấy nó rất là quen thuộc. Chắc chắn rằng các bạn đã gặp từ này ở đâu đó rồi. Hay là các bạn thấy là nó tương tự như từ trong tiếng Anh nữa. À rồi, và cái nghĩa của nó cũng hoàn toàn như vậy. Có nghĩa là cơ hội nữa. À, một danh từ có nghĩa là cơ hội. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ phát âm từ này như thế nào? Các bạn hãy nghe mình phát âm nhé. Chance. 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 Ở đây chúng ta có hai cái phát âm là chance oder chance. Cũng có thể phát âm là chance, chance oder chance, chance. Ví dụ, er hat seine Chance verpasst. Er hat seine Chance verpasst. Er hat seine Chance verpasst. Anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Từ tư là một từ mà chắc hẳn là các bạn cũng đều rất là quen thuộc. Nó có nghĩa là anh họ hay là em họ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải biết xem là nó phát âm như thế nào. Cousin. Cousin. Chúng ta không phải là cousin hay là cousin mà nó nằm ở khoảng giữa. Ồ. Cousin. Cũng có những người họ phát âm là cousin. Cousin.
Mein Cousin ist 2 Jahre jünger als ich. Mein Cousin ist 2 Jahre jünger als ich. Mein Cousin ist 2 Jahre jünger als ich. Từ thứ năm, từ tiếp theo. Dạ, những bạn mà đang là sinh viên thì chắc chắn rằng các bạn đều biết từ này. Đó. À rồi, tuy nhiên chúng ta sẽ âm từ này như thế nào? Các bạn nhìn thấy là nó hoàn toàn giống từ trong tiếng Anh. Nó để chỉ cái trình độ học đại học. Rồi từ thấp nhất đó là trình độ cử nhân. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ phát âm nó là Bachelor. 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 Chứ không phải là Bachelor. Ne? Nein, Bachelor. Ich habe meinen Bachelor an der Uni Augsburg gemacht. Ich habe meinen Bachelor an der Uni Augsburg gemacht. Ich habe meinen Bachelor an der Uni Augsburg gemacht. Các bạn có biết loại quả này không ạ? Đó là quả cà tím. Nó được viết như thế này. Tuy nhiên chúng ta sẽ đọc từ này như thế nào? Có phải là Aubergine? Nein, sondern Aubergine. Aubergine. Chúng ta phát âm là Aubergine. J. Nhá? J. Aubergine. Từ tiếp theo là một từ nó cũng có âm điệu hơi một chút tiếng Pháp nữa. À rồi. À, chúng ta phát âm nó là Dijon. Dijon. Hay là Dijon. Dijon. À, chúng ta không đọc là Saison hay là Dijon đấy. Cho nên Dijon order Dijon. Ở đây có nghĩa là mùa. À, không phải là mùa mang ý nghĩa là thời tiết, mà là mùa là mùa vụ hay là mùa cao điểm vân vân. Vor der Saison sind die Hotelpreise günstiger. Vor der Saison sind die Hotelpreise günstiger. Vor der Saison sind Hotelpreise günstiger. Đây là một loại nấm mà các bạn thường thấy rất là nhiều ở siêu thị ở Đức. Người ta gọi đó là nấm champignon. 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 Từ tiếp theo chúng ta có là Chaos. Nein, sondern Chaos. Chaos. Chaos có nghĩa là sự hỗn loạn, sự mất trật tự, sự không có trật tự. Tức là mọi thứ nó không theo một cái sự trật tự hay là sự ngăn nắp nào. Die Kinder haben ein riesiges Chaos in ihrem Zimmer angerichtet. Die Kinder haben ein riesiges Chaos in ihrem Zimmer angerichtet. Die Kinder haben ein riesiges Chaos in ihrem Zimmer angerichtet. Từ tiếp theo là một từ giống hệt như là trong tiếng Anh và nghĩa của nó cũng hoàn toàn tương tự. Nó là sự quản lý. Chúng ta phát âm là Management. Management. Er war für das Management der Veranstaltung zuständig. Er war für das Management der Veranstaltung zuständig. Er war für das Management der Veranstaltung zuständig. Từ tiếp theo là một loại quả mà nhìn vào thì ai cũng biết, đó là quả cam. Và từ này cũng giống hệt như là trong tiếng Anh đúng không các bạn? Tuy nhiên thì khi mà phát âm thì chúng ta sẽ có cái phát âm là Orange. Orange. Các bạn thấy là cái âm R nhá, rất là phổ biến, nghe nó hơi một chút tiếng Pháp. Orange. Cũng có nơi họ phát âm là Orange. Orange. Và từ cuối cùng của chúng ta là một từ mà các bạn nếu như ở trong uni các bạn cũng thường hay gặp, đó là chúng ta sẽ phát âm nó như thế nào ạ? Budget. Budget. Không phải là budget hay là budget order zoo, mà là budget. Đó. Từ này có nghĩa là ngân sách hay là ngân quỹ.
Mình có một ví dụ cho các bạn. Für das Projekt steht ein Budget von 100.000 Euro zur Verfügung. Für das Projekt steht ein Budget von 100.000 Euro zur Verfügung. Für das Projekt steht ein Budget von 100.000 Euro zur Verfügung. Wir haben heute 12 Wörter gelernt. Habt ihr euch deren Aussprache schon gemerkt? Falls ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt, schreibt mir sie einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!